Bại não không phải là một chứng rối loạn riêng lẻ, mà nó được biết đến như một nhóm các vấn đề liên quan đến tình trạng tổn thương ở não bộ và thường khởi phát sớm ở trẻ nhỏ. Đây là một căn bệnh bẩm sinh tạo nên những hạn chế, khuyết tật về vận động, giác quan, tinh thần, hành vi của trẻ. Các ảnh hưởng và hậu quả mà bại não gây ra thường sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Với nhiều gia đình có con bị mắc bại não, chỉ cần tìm kiếm được một hy vọng để đưa đứa trẻ trở về với cuộc sống bình thường, họ chấp nhận đánh đổi tất cả. Mặc dù hy vọng ấy đôi khi là thất vọng, nhưng cùng con lớn lên cũng đã là một niềm hạnh phúc. Đây cháu lớn, cháu đầu tiên, gia đình phát hiện lúc cháu bị được 4 tháng, cháu ở đây gần được 1 năm rồi. Thì cũng nhìn thấy cháu cũng thương và xót xa, gia đình cũng thấy là hụt hẫng nhiều quá, nên là dành tình cảm yêu thương cho cháu nhiều hơn, để cho cháu đỡ tuổi thân và cháu đỡ buồn, đỡ khổ. Đó là câu chuyện của một bà ngoại ở huyện Khoái Châu có cháu trai 16 tháng tuổi bị bại não đang được điều trị tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Hưng Yên. Đau đớn, xót xa là cảm xúc của bà và cả gia đình. Thế nhưng sau đó là sự chấp nhận, là sự mạnh mẽ để cùng cháu trai của mình tập luyện và điều trị mỗi ngày. Còn đây là hai bà cháu ở huyện Phù Cử. Cháu trai của bà đã 16 tháng tuổi và cũng bị mắc bại não. Thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Tiếp xúc, trò chuyện và tập luyện với bác sĩ còn nhiều hơn gặp mặt người thân. Thế nhưng dù vậy, chỉ cần đứa cháu trai có những tiến triển nhỏ như nâng được đầu, ngồi dậy đã là một niềm hạnh phúc với cả gia đình. Cái lúc mà phát hiện ra cháu thì nói thật chúng tôi rất là buồn, mà nghĩ là hết hy vọng vì cháu làm đâu làm đấy. Khi chuẩn bị cho cháu đi viện thì người bảo cái bệnh này có mang sang nước ngoài chữa không được, cho nên bà cháu khóc bao nhiêu đêm. Khi cháu vào đây là cháu được 8 tháng tuổi mà cháu vẫn chưa mang nổi cổ, chưa lật được người. Cháu chỉ nằm đâu làm đấy, bà cháu cho nghiêng được nghiêng, cho ngửa được ngửa. Thế thì cháu vào đây qua được cả hai liệu trình thì được các bác tập cho cháu. Cháu đã cất được cổ, cháu đã dở được người rồi, cháu đã ngồi được và cháu đã biết bò. Thế đến bây giờ cháu được như này, gia đình rất mừng, rất phấn khởi. Đây không chỉ là câu chuyện của hai gia đình trên, mà còn là câu chuyện của gần 20 gia đình đang có con điều trị tại khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Hưng Yên, cùng nhiều gia đình có con bị bại não khác. Mỗi trẻ bại não có những vấn đề khó khăn với mức độ nặng nhẹ khác nhau, tình trạng vận động, nhận thức khác nhau. Tuy nhiên, đích đến cần đạt được là giúp trẻ tiến bộ và phát huy tốt nhất khả năng cá nhân trong các hoạt động sống hàng ngày. Và ngoài việc điều trị bằng y học, thì người đóng vai trò quan trọng nhất trong sự tiến triển của trẻ chính là người thân, là gia đình. Vì các cháu là đã có rất là nhiều cái khiếm khuyết về các mặt chức năng, cho nên là các cháu cần phải được quan tâm nhiều hơn, được chăm sóc nhiều hơn, cũng như là sự động viên cổ vũ. Thì để góp phần cho các cháu có cái tinh thần cũng như là cái hồi phục tốt hơn. Gia đình rất quan trọng, bởi vì gia đình cần phải xác định được là cái phục hồi chức năng của trẻ phục bại não là rất lâu dài. Ngoài cái việc chăm sóc trẻ để có một sức khỏe tốt nhất, thì gia đình cần phải kiên trì và đồng hành cùng các trẻ để đưa các trẻ đến các bệnh viện cũng như trung tâm phục hồi chức năng để phục hồi từng đợt. Kết hợp với cái vấn đề mà phục hồi tại gia đình và cộng đồng để đạt được cái mục tiêu cuối cùng, chính là sự độc lập về chức năng của trẻ cũng như là cho trẻ hòa nhập với cộng đồng và trẻ có một cuộc sống tốt hơn. Mỗi đứa trẻ sinh ra đã là một thiên thần, dù con có khiếm khuyết, dù con không bằng bạn bè cùng trang lứa, thế nhưng việc đồng hành và lớn lên cùng con mỗi ngày sẽ luôn là một điều tuyệt vời, là niềm hạnh phúc lớn lao của những người làm cha làm mẹ. Xin đừng bỏ rơi trẻ bại não, hãy đồng hành cùng con, bên con mỗi ngày, kỳ tích sẽ đến khi chúng ta không ngừng nỗ lực.